Ngỗng sập bẫy. Cuối cùng cũng đã về đến nhà. Ba ơi, cánh của chúng con mỏi nhừ cả rồi. Mới bay có thế đã mỏi, các con phải tập luyện nhiều vào. Không bao lâu nữa, chúng ta còn phải bay một quãng đường xa để tới được phương Nam tránh rét đấy các con. Các con thấy dây leo dưới góc kia chứ? Nếu không nhổ nó đi, ba e là có ngày nó sẽ gây tai họa đấy. Sắp tới ba có việc đi vắng mấy hôm, các con ở nhà nhớ bảo nhau nhổ nó đi trừ họa sau này nha. Ba nói thế nào ấy chứ? Một cái dây leo bé tí thế kia làm sao mà gây họa cho chúng ta chứ? Chị nói đúng quá, ba cứ khéo tưởng tượng ra rồi lo à. Con thấy dây leo này còn ra hoa đẹp đấy chứ, cứ để đó đi ba. Các con cứ nghĩ đơn giản như thế thì sẽ chẳng bao giờ rèn được bản tính phòng vệ mọi lúc mọi nơi cho mình. Chúng ta là loài di cư, ngoài kia nguy hiểm luôn rình rập các con, có biết không? Ôi dào, ba đừng lo, chúng con biết mà. Ở đời mọi thứ đều phải lường con à, mai ba phải đi rồi. Nếu không, ba có thể xuống dứt dây leo ấy đi cho các con. Nhớ lời ba dặn chưa? Ba đúng là cái gì cũng lo quá lên. Thôi được rồi ạ. Ba cứ yên tâm đi. Mai chúng con sẽ làm. Còn bây giờ chúng con xuống sông tắm đây. Mặt trời sắp lặn rồi. Các con không nghe lời ba, bảo nhổ cái cây dây leo thì không đứa nào làm. Giờ nó đã to thế kia, rễ cũng bám rất sâu, muốn diệt nó rất khó. Dạ, chúng con quên, nhưng ba đừng lo, chúng con cứ đi kiếm mồi đã. Tối về chúng con sẽ nghĩ cách phá nó. Các con nhớ đấy, đừng để mọi thứ trở nên quá muộn. Đây rồi, ở đâu ra cái dây leo to lớn chắc chắn thế này? Ta chỉ việc bám vào nó, leo lên tổ ngỗng để đặt bẫy thôi. Bẫy thế này chúng nó mà về cùng lúc là ta thu được cả một mẻ luôn. Tuyệt quá! Ba ơi, cứu chúng con với! Các con đã thấy chưa? Tai họa đến rồi đấy, kêu cứu giờ ai thấu? Giá như các con nghe lời ba thì đâu đến nỗi mắc bẫy ngay trong tổ của mình. Ba ơi, chúng con đã biết sai lầm của mình rồi. Ba có cách nào để thoát ra không ạ? À? Nếu không chúng ta sẽ chết mất thôi. Mắc kẹt trong bẫy thế này rồi, còn cách nào để thoát được nữa? Vậy là chúng ta chết chắc sao ba? Ba ơi, con muốn bay về phương Nam cơ. Con không muốn kết thúc tất cả ở đây đâu. Tất cả là tại chúng con đã không nghe lời ba. Chắc chúng nó đã ngấm đủ tuyệt vọng rồi. Có như thế này thì mới hiểu kỹ năng phòng vệ quan trọng ra sao trong cuộc chiến sinh tồn. Bây giờ thế này nhé. Làm thế nào hả ba? Ba nói nhanh, không chúng con chết mất thôi. Các con nghe kỹ này. Sáng mai khi gã thợ săn xuất hiện, tất cả chúng ta phải giả chết, vờ xóa hết cánh ra. Dạ, chúng ta sẽ giả vờ chết. Rồi sao nữa hả ba? Gỡ xong người nào, gã sẽ để người đó sang bên và gỡ tiếp. Các con lúc ấy phải tuyệt đối nghe theo lệnh của ba. Khi thấy thợ săn gỡ xong người cuối, ba sẽ kêu lên một tiếng và tất cả phải vùng lên bay đi nhanh hết sức. Ba nhắc lại, các con phải tuyệt đối nghe theo hiệu lệnh của ba, nếu không chúng ta sẽ không thoát được đâu. Vâng, vâng ạ. Đúng là trúng to rồi. Chúng chết cả rồi sao? Trời đất ơi! Cây cỏ bé thế em không phải nhổ đâu. Phải nhổ hết, ba dạy rồi. Bài học chết người còn đó, anh cứ thế còn có ngày. Ốc biển. Buồn quá. Biển ơi. Sao thế ốc biển? Các bạn cá hôm nay đi đâu hết? Chẳng có ai chơi cùng cả. Tớ buồn quá. Cậu có muốn đi chơi không? Có
chứ, có chứ. Nhưng mà biển cho tớ đi đâu chơi thế? Nào, tớ sẽ dẫn cậu đi, rồi cậu sẽ thích thôi. Nhìn kìa, những chú chim được bay lượn trên bầu trời xanh rộng lớn. Thật tuyệt. Ốc biển, về nhà thôi. Ốc biển, sao cậu không đi chơi? Các bạn cá đang chơi đùa ở đằng kia kìa. Tớ chả thích. Cậu sao thế? Tớ không muốn quanh quẩn dưới đáy biển âm u buồn chán này nữa. Tớ muốn được ở trên bờ, có nắng, có gió, có cây cỏ hoa lá, có bờ cát trắng và cả những chú chim tung cánh bay cao. Tớ muốn được như các bạn ấy, tự do bay lượn khắp bầu trời. Cậu hãy giúp tớ đi, giúp tớ lên bờ được không? Không được đâu, cậu không thể sống trên bờ được, cậu sẽ chết đó. Nếu ở đây, tớ cũng sẽ chết vì buồn chán thôi. Cậu cứ nói là bạn tốt của tớ, vậy mà. Cậu đi đi, tớ không cần cậu nữa. Ốc biển, nghe tớ nói đã, ốc biển. Thôi được. Giới mong ước của mình đây rồi. Cảm ơn cậu. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Cậu yên tâm, nhất định tớ sẽ sống tốt. Nếu không ổn hãy trở về nha. Tớ luôn đợi cậu. Thế này mới là cuộc sống chứ. Mình sẽ tha hồ rong rủi trên bãi cát dài, cùng những cánh chim kia bay khắp chân trời. Các bạn chim ơi, cho tớ bay cùng với. Chờ tớ với. Các bạn chim ơi, chờ tớ với. Quá, khát quá. Mình ở đâu thế này? Biển ơi, cậu đâu rồi? Tớ muốn về nhà. Biển ơi. Ơi, con ốc biển đẹp quá. Ông ơi, úp tai vào ốc biển, có tiếng kêu đấy ông ạ. À? Sao lại có tiếng đó hả ông? Xưa nay những con ốc biển được sóng đưa lên bờ rồi không trở về được nữa, nên ngày đêm biển vẫn thiết tha gọi ốc trở về đó cháu à. Ồ, là vậy ư? Mày hãy về với biển đi ốc nhé. Sinh nhật của mèo con. Mẹ đi đâu mà gọi mãi không thấy? Hôm nay là sinh nhật mình mà, liệu mẹ có quên không? Mèo con hôm nay dậy sớm thế. Mẹ đây rồi, hôm nay là sinh nhật con đó. Mẹ vẫn nhớ. Đây, quà của con đây. Ôi, thích quá. Cái gì thế ạ? Sao thế, con không thích chiếc áo này à? Con, sao mẹ không mua váy cho con? Cái áo này chẳng đẹp tí nào. Mẹ thấy chiếc áo này xinh đó chứ, rất hợp với con mà. Con không thích, màu xanh nhìn xấu lắm. Thôi được rồi, để mẹ đi đổi cái khác cho con. Thôi, mẹ để chiều hãy đi, bạn con sắp đến dự sinh nhật rồi, mẹ phải ở nhà chuẩn bị cho con chứ. Ừ, thế cũng được. Sao lâu thế mà các bạn chưa đến nhỉ? Các bạn đến rồi. Mẹ con có đau không? Ngã thì phải đau chứ, thế mà cũng hỏi. Thôi.
Thôi, mọi người vào nhà đi. Cảm ơn các cháu đã đến dự sinh nhật của mèo con. Các cháu tự nhiên nha. Vâng ạ. Đây là bánh mật ong tớ tự làm, tặng cậu nè. Bánh hả? Mẹ tớ cũng làm bánh cho tớ rồi. Với lại, tớ chẳng thích bánh mật ong đâu. Ố? Đây là món cá rán tớ vừa làm. Chính tay của tớ đã bắt nó ở dưới suối đó. Ngon lắm, tặng cậu nè. Hay dào, tưởng gì, cá thì ngày nào tớ chả ăn. Ố? Sáng nay, tớ đã dậy rất sớm để hái chúng đấy. Thôi thôi, để trên bàn đi, không nhỡ qua làm bẩn hết váy của tớ bây giờ. Các cháu ăn bánh đi, bánh bác tự làm đó. Sao bánh mẹ làm cứng thế, chả ngon như mọi ngày. Mẹ thấy nó bình thường ấy chứ. Thôi muộn rồi, chúng cháu xin phép bác, chúng cháu về ạ. À. Sao các cháu về sớm thế? Vừa đến thôi mà các bạn. Dạ thôi, chúng cháu xin phép. Ơ, kìa. Chán quá, sinh nhật gì mà chả vui gì cả. Con có biết vì sao các bạn lại bỏ về không? Vì sao hả mẹ? Con đã không biết cách cư xử. Mọi người đến chúc mừng con phải vui vẻ tiếp đón chứ. Mẹ và các bạn quan tâm và yêu quý con nên mới tự tay làm những món quà tặng con. Vậy mà con lại còn chê bai đủ kiểu. Con làm mẹ và các bạn buồn đó. Con đáng ghét thế sao mẹ? Chỉ là con chưa hiểu thôi. Nếu con thay đổi, biết quý trọng tình cảm của mọi người thì mọi người sẽ lại yêu mến con thôi. Thật thế hả mẹ? Ừ. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Từ giờ con sẽ không như thế nữa. Con xin lỗi mẹ. Con biết lỗi là tốt rồi. Bây giờ con sẽ đi xin lỗi các bạn và mời các bạn quay lại tổ chức tiếp mẹ nha. Ừ, con đi nhanh đi. Bông hoa cúc trắng. Mẹ ráng ăn một chút cho khỏe nha mẹ. Mẹ không muốn ăn đâu. Mẹ không sao chứ? Máu, trời ơi, mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ mà. Mẹ ơi, mẹ không thể chết, để con đi gọi thầy thuốc. Nhà mình làm gì có tiền hả con? Mẹ hãy chờ con nha mẹ, con sẽ tìm cách mời họ về đây chữa bệnh cho mẹ. Nhà mày còn thiếu cả chục đồng tiền thuốc, tao chưa thèm đòi đấy, còn muốn mua chịu nữa sao? Đi đi. Xin ông hãy cứu mẹ cháu đi. Tao bán thuốc kiếm tiền chứ không phải là làm từ thiện. Nhóc con, muộn rồi, tao còn phải đóng cửa. Ông ơi, ông ơi. Không ai chịu bán thuốc cho mình hết. Làm thế nào bây giờ? Mẹ sẽ chết mất. Này cháu gái, sao lại ngồi khóc ở đây? Bà ơi, mẹ cháu bệnh nặng mà nhà cháu không có tiền mua thuốc. Cháu không muốn mẹ chết. Thì ra là vậy, tội nghiệp cháu quá. Bà ơi, bà có cách gì giúp mẹ cháu sống lâu thêm nữa không? Cháu thương mẹ lắm, cháu không muốn mất mẹ. Ta nín đi nào. Ta biết một cách có thể giúp mẹ cháu kéo dài sự sống. Thật hả bà? Cách gì bà nói giúp cháu đi ạ? À? Cháu hãy đi sâu vào rừng, leo lên đỉnh núi, đến bên gốc cây cổ thụ to nhất. Hái một bông hoa cúc trắng duy nhất trên đó. Bông hoa ấy có bao nhiêu cánh thì tức là mẹ cháu sống được hằng ấy ngày. Đây rồi, cây cổ thụ to nhất đây rồi. Bông hoa duy nhất ở đâu? Ơ, 1, 2, 3. Sao bông hoa này chỉ có 5 cánh? Vậy là mẹ chỉ sống được thêm được có 5 ngày thôi sao? Hay không phải là bông hoa này? Mình đã tìm quanh gốc cây nhưng chẳng thấy bông nào khác. Đây chính là bông hoa duy nhất mà bà lão nói sao? Năm ngày, chỉ có 5 ngày thôi sao? Mẹ ơi, con không muốn. Tuyệt quá,
Bông hoa bây giờ đã biến thành vô vàn cánh. Vậy là mẹ có thể sống thêm được nhiều ngày nữa rồi. Mẹ ơi, mẹ xem con mang gì về này. Mẹ, mẹ đã khỏe rồi sao? Còn bà, sao bà lại ở đây? Chẳng phải mỗi cánh hoa này tương ứng với một ngày mẹ cháu sẽ sống được trên đời hay sao? Và cháu đã xé bông hoa thành bông hoa vô vàn cánh đúng không? Ôi, tuyệt quá! Cháu cảm ơn bà! Bà chính là bà Tiên à! Bông hoa cúc này tặng cho cháu. Nó tượng trưng cho tình cảm của hai mẹ con, cho lòng hiếu thảo của cháu. Cháu hãy chăm sóc nó thật tốt nhé! Vâng, cháu cảm ơn bà! Mẹ, con yêu mẹ! Mẹ cũng yêu con, mẹ cảm ơn con nhiều lắm! Sính ngoài. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới trưa rồi. Mình bảo hôm nay đi ăn cỗ ở làng bên kia mà. Sao giờ còn chưa đi? Giờ tôi chuẩn bị đi đây. À, mình có thấy cái áo vest tay tôi treo ở cửa tủ ở đâu không? Hôm qua tôi treo sẵn đó mà giờ chả thấy đâu cả. Em cất vào tủ rồi. Áo vest tay xịn tôi lấy ra treo cho phẳng để mặc đi ăn cỗ, lại cất vào tủ nhăn hết áo. Rõ là áo đó rộng mình mặc không có đẹp đâu. Để em chọn cho cái khác. Mình đúng là nhà quê, vest xịn, áo tay nó thế. Rượu này rượu quê, thơm thì thơm thật đấy, nhưng mà thua đứt rượu Tây. Làm gì có rượu nào nguyên chất như rượu quê mình. Rượu Tây chỉ được cái mát thôi. Phải đó, rượu quê cứ mềm môi, gọt liệm, uống chỉ có mê. Các ông đúng là chưa ra khỏi cái cổng làng, chả biết gì cả. Đồ Tây nó khác, từ chai rượu đến cái quần cái áo, khỏi chê đi. Mà nhân tiện đây, hôm nào mời các ông qua nhà tôi ăn cơm, nhà tôi có lọ muối Thái mới được người ta biếu. Muối Thái nó thơm ngon và đậm đà, khác hẳn muối ta. Tôi thấy muối nào chả là muối. Muối Thái thì cũng là muối biển mà ra. Chắc là nước biển Thái nó đậm đà hơn biển ở ta. À, mà hôm nay anh Tèo mặc cái áo vest rộng quá. Anh đi mượn ở đâu vậy? Anh chả biết gì cả. Mượn làm sao? Áo tay nó thế. Rộng một tí nhưng vẫn giữ được dáng chuẩn. Nhìn miễn chê đi. Chẳng qua là ghen ăn tức ở với mình nên mới chê đi mà. Thôi chào mọi người, tôi về trước nha. Anh uống nhiều thế, cứ rượu vào là không biết trời đất gì nữa. Chưa cởi áo, nằm thế này nhào hết cái vest xịn của tôi. Rõ khổ. Đau quá đi mất mình ơi. Mình đâu rồi? Mình làm sao vậy? Tôi đau bụng quá, chịu không nổi nữa rồi. Đưa tôi vào viện nhanh lên. Tôi bị làm sao vậy? Bác sĩ bảo anh bị chảy máu dạ dày phải mổ gấp. May mà đưa đi cấp cứu kịp đấy. Giờ anh không sao rồi. Bây giờ anh phải cố gắng ăn uống bồi bổ cho lại sức. Anh bị mất nhiều máu quá, phải tiếp máu đó. Nước nào? Anh hỏi gì? Nước nào? Ôi trời, bảo là truyền máu chứ có liên quan gì đến nước. Tôi hỏi máu nước nào? Anh hỏi cái gì mà lạ vậy? Vẫn chưa tỉnh thuốc mê hả? Anh nghĩ đi, thôi không nói chuyện nữa. Việc quan trọng như thế mà lại không dùng hàng ngoại à? Gọi bác sĩ lại đi, mau thay máu ngoại cho tôi. Bác sĩ, sao lại thế này? Bác sĩ, ngoại... Tiếp máu ngoại cho tôi. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.